Chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với game review hôm nay muội xin giới thiệu đến các sư huynh tập 115 bộ truyện đồ đệ của ta đều là đại phản diện. Nói qua một chút về tập trước, sau khi nhận được tin mật lục châu đã biết được hết mọi chuyện. Còn Hoa vô đạo thì ngất lên ngất xuống. Hắn phải vào ma thiên các để không phải tiết lộ ra những thông tin mật này. Thật là đen quá đi mà. Bắt đầu tập 115 thôi nào cả nhà. Nhắc đến bảo kiếm tiểu diên nhi lại cảm thấy tức giận hắn phụng sự có mấy cái tin tức không đáng tiền mà đã được sư phụ cho vũ khí tốt như vậy. Còn con không có đồ gì dùng đây này. Lục Châu quát lớn gàn rỡ, ta nói với con không chỉ một lần, tiểu diên nhi cúi đầu nói đồ nhi biết sai. Lục Châu nói tiếp thanh vũ khí đó vốn thuộc về hoàng thất vi sư giữ lại cũng vô dụng, tiểu diên nhi gật đầu. Lục Châu chậm rãi tiến vào trong mật thất, đợi bóng dáng Lục Châu hoàn toàn đi khuất minh thế nhân mới nói tiểu sư muội muội cần gì phải gấp gáp như vậy từ trước tới nay sư phụ thương muội nhất ngay cả ta còn có vũ khí thì sao muội không có được chứ ly biệt câu của ta tốt như vậy vũ khí cho muội nhất định cũng sẽ không kém của ta lão tứ nói có đạo lý huống hồ với thiên phú của muội rất nhanh thôi sẽ tấn thăng nguyên thần cảnh đến lúc đó sư phụ nhất định sẽ cho muội một thanh vũ khí còn tốt hơn bá vương thương của ta nhiều không thèm để ý tới các huynh nữa tiểu diên nhi ấm ức phát khóc rồi bỏ đi Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh ngơ ngác nhìn nhau. Phan Trọng chắp tay nói cửu tiên sinh đây là vì nhìn thấy ly biệt câu và bá vương thương nên mới càng thêm tức giận. À không tam tiên sinh, tứ tiên sinh tại hạ đột nhiên nhớ tới lục dương công của mình vẫn chưa nhập môn, tại hạ đi về luyện đây xin cáo tử. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh. Phan Trọng tùy tiện tìm một cái cớ rồi vội vàng chạy ra khỏi đại điện. Chu kỳ phong tiễn hoa vô đạo về nơi nghỉ ngơi thoát được một kiếp. Đoan Mộc Sinh bảo với Minh Thế Nhân, Lão Tứ đi luyện tập thôi. Lục Châu vừa bước vào trong mật thất, đã nhìn về phía cái dương thần bí sau đó hắn lắc đầu, thứ này đến vị danh kiếm cũng không làm gì được, chứng tỏ vũ khí thiên giai vô hiệu đối với nó. hẳn là phải dùng một loại chìa khóa đặc thù mới có thể mở ra. Lão Tứ là đứa thông minh, có lẽ nên để nó xử lý cái dương này. Lục Châu lạnh nhạt, thật hồ đồ là dương mua được từ trong thương thành của hệ thống, nên hắn không sợ người khác thèm thuồng nó nghĩ đến đây. Lục Châu không tiếp tục quan tâm từ chiếc dương nữa mà mở giao diện hệ thống lên xem điểm công đức còn lại 4762, điểm pháp thân ngũ thân pháp khí triều nguyên, may mắn có được khí rút thử. Giá bán của lục hào ly hợp là 12,000 điểm, mua không nổi với kích thước theo hình ảnh công đức như thông thường thì. E là hắn mua không nổi món này trong não hải, lục châu hiện ra vài phương thức khác, hắn hài lòng gật gật đầu sau đó mở giao diện thiên thư ra xem tiến vào trạng thái lĩnh hội thiên thư. Vài canh giờ sau, Thanh âm tiểu Diên Nhi từ ngoài mật thất truyền vào sư phụ Giang Ái Kiếm hồi âm, Lục Châu tỉnh lại từ trạng thái lĩnh hội. Những con chữ khó hiểu kia đã hoàn toàn khắc họa vào trong đầu hắn, chỉ cần hắn sử dụng ý niệm chúng sẽ xuất hiện ở trong đầu. Không hiểu cũng chẳng sao, cảm thấy đúng là được. Lục Châu hỏi tiểu Diên Nhi là chuyện gì. Tiểu Diên Nhi trả lời, hắn nói hắn không đến được, ma thiên các quá mức hung hiểm tốt nhất là tìm người đưa kiếm đến cho hắn. Tiểu Diên Nhi nói tiếp, đúng là tên không biết điều hay là để con đến Nam thành bắt hắn về đây. Lục Châu lạnh nhạt gật đầu hắn cũng đã nghĩ tới chuyện này không cần. Lục Châu bước ra khỏi mật thất chắp tay sau lưng, hắn rất sợ chết đương nhiên sẽ không đích thân tới. Sư phụ hắn cũng quá đề cao bản thân rồi. Giang Ái Kiếm không phải là người tầm thường, Tiểu Diên Nhi nghe vậy lập tức tỏ vẻ hiếu kỳ, không phải người tầm thường. Lục Châu lạnh nhạt đáp có thể lấy được hồ sơ vụ án trong cung, sao có thể là người bình thường, Tiểu Diên Nhi lại tiếp tục hỏi thế thì hắn là ai, người cẩn trọng đều không tầm thường. Lục Châu cười nhạt một tiếng rồi phất tay áo rời khỏi đại diện Ma Thiên Các. Nơi hắn đến là Bắc các khu vực giam giữ phạm nhân, tiểu Diên Nhi nghe thấy sư phụ rời đi thì vội vàng chạy theo. Không bao lâu sau, Lục Châu đã xuất hiện ở nơi giam giữ phạm Tu Văn, bên ngoài có hai nữ tu đang trông chừng. Tuy tu vi chẳng ra làm sao nhưng ít nhất trong họ rất nghiêm túc. "Các chủ." Hai nữ tu khom người hành lễ. "Mở cửa." "Vâng." Tiểu Diên Nhi cũng rón rén bước theo sau sư phụ. Đại môn vừa mở, Lục Châu bước vào trong gian phòng u ám. Khắp nơi trong phòng đều có đồ vật linh tinh bày bừa vô cùng lộn lộ xộn. Đây chính là nơi Ma Thiên các cất giữ tà vật, được sử dụng làm phòng giam giữ phạm nhân. Phạm Tu Văn bị trói ở giữa phòng, tóc tai rối loạn hoàn toàn không còn phong phạm cường giả của người đứng đầu Hắc Kỵ. Như trước khi cánh cửa mở ra, ánh sáng rực rỡ hết vào mặt hắn. Lục Châu đứng ngược sáng Phạm Tu Văn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng. Lục Châu hắn khó khăn nói ha ha, nếu mà thiên khắc chỉ có chút năng lực như vậy sợ là chưa đủ để ta khai ra chân tướng đâu. Lục Châu chắp tay sau lưng rồi đáp, bản tọa đã biết chân tướng, Phạm Tu Văn cả kinh vẻ mặt suy sụp hoàn toàn biến mất, hắn mở to hai mắt nói không thể nào Trừng Ninh đại tướng quân. Lục Châu nói ra năm tiếng này không hề đề cập đến nhị hoàng tử, nghe được lời hắn nói Phạm Tu Văn toàn thân chấn động năm tiếng này đủ để chứng minh Lão già Cường đại trước mắt đã biết được toàn bộ sự thật phạm tu văn yên lặng một lát rồi dần bình tĩnh lại hắn nói ta, phục. Lục Châu Khải lắc đầu ngụy trang ngôn chưa đủ, để nuôi thuần phục nhị hoàng tử cũng không thể khiến người khang khang một mực. Như vậy cho nên, người có thể khống chế thủ lĩnh Hắc Kỵ hẳn là một người khác hoàn toàn, người phạm tu văn vốn đã bình tĩnh lại nghe lời Lục Châu nói xong lại trở nên run rẩy kích động. Mặt đỏ tới mang tai, rốt cục ngươi làm sao mà người biết được, cho dù là thủ lĩnh Hắc Kỵ như chúng bản tọa làm như thế nào còn cần phải bẩm báo cho một tên tù nhân sao? Lục Châu chắp tay sau lưng, bước tới trước mặt Phạm Tu Văn. Ta muốn biết ngươi nghe lệnh của người nào không biết Phạm Tu vấn đáp. Ngươi cho rằng nguyện không nói thì, bản tọa sẽ không biết luật chơi nhà thuốc. Sâu so tiếp tục nói bất kể là ai có thể khiến cho người nghe lời như thế chắc chắn, kẻ đó phải là người cực kỳ thân cận với nhị hoàng tử. Lục Châu chậm rãi nói ra là nữ nhân đúng không, Phạm Tu Văn mở to mắt Lục Châu lại tiếp lời một nữ nhân am hiểu vu thuật đủ rồi. Phong tuyến cuối cùng của Phạm Tu Văn đã hoàn toàn bị phá vỡ gương mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn vốn lúc đầu còn có ba phần cốt khí chỉ trong giây lát. Đã trở nên nhu nhược hoàn toàn, hắn khẩu phần nói ta cầu xin người tha cho nàng. Lục Châu phức tạp nhìn Phạm Tu Văn, ai có thể tin được người từng đứng đầu trên hắc bảng bây giờ lại trở thành chó săn của Hoàng Thất. Không sợ sinh tử, không sợ tra tấn, chỉ là vì muốn bảo vệ một nữ nhân đầu phạm tu văn nói đi nàng ta là ai, phạm tu văn lắp mạng đầu mặt mũi vẫn rất hung tợn. Ta không thể nói ta không muốn nói dù có chết cũng không nói, Lục Châu cảm thấy vô cùng kỳ quái trên thực tế. Lục Châu đã nói gần như rõ ràng thân phận của nàng ta, dù phạm tu văn có nói ra hay không cũng không có khác biệt quá lớn. Tại sao bây giờ phạm tu văn còn cố sống cố chết dưới giếng? Ngay lúc Lục Châu đang cảm thấy kỳ quái hắn chợt nhìn thấy trong trong mắt Phạm Tu Văn lóe lên quang mang màu đỏ vừa lóe đã biến mất, sau đó lại khôi phục bộ dạng lúc trước, đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của nữ tu Diễn Nguyệt cung. "Bẩm các chủ ngũ sư tỷ, xảy ra chuyện rồi." Ánh mắt lục châu từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Phạm Tu Văn, nghe thấy tiếng nói bên ngoài, lục châu bình tĩnh nhả ra hai tiếng đáng tiếc sau đó, xoay người rời đi, lục châu vừa ra khỏi Bắc Các đã nhìn thấy tiểu Diên Hy vô cùng lo lắng đứng bên ngoài sư phụ mau mau, ngũ sư tỷ điên mất rồi mau mau đại môn lại đóng kín một lần nữa trong phòng trở nên đen kịt một màu. Trong bóng tối đưa tay không thấy ngón, hai tròng mắt Phạm Tu Văn lại lóe lên quang mang màu đỏ bên ngoài lục châu lắc đầu sắc mặt thản nhiên nói đừng kinh hoàng. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Dưới đây là hai mã QR Momo và Ngân hàng Vietcombank. Đỗ nết để ủng hộ mình ra nhiều tập hay hơn nữa nha. Các bạn đỗ nết có thể yêu cầu những bộ truyện các bạn yêu thích. Chúng mình sẽ ghim ở mỗi chuyện để cảm ơn các bạn.